Trời vừa hé lên luôn. Rồi, hôm nay cũng xin chào cả nhà. Ngày mới hừng sáng đi ra, hai em nó đổ lú rồi không rồi. Được nhiều ít đây. Rồi, cũng chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Hai em nó đi đổ lú hôm về đâu thấy 3-4 giờ sáng gì thế này còn ngủ. Thằng thì ở trần, thằng thì trùm mền thì vậy đây, vậy leo đồ ơi, ăn lú hôm giờ gì nhiều không? Thằng mập thì là còn ngóm thì lạnh phanh co. Dũ vậy lấy đồ lên ăn lựa, còn Hải còn ngủ. Nhiều không, lấy lâu ạ? Thùng đó xàm không? Xàm có trứng không ăn? Có 2 con hôm đôi á. Hôm đôi là xàm bự có trứng á. Ôi xàm đâu có trứng. Ôi con này có trứng gì nè. Con này trứng này mạnh, mạnh đỡ nè. Con này chắc quá. Ôi ôi. Đồ đỡ chứ nè. Này con Vũ nè. Chào cả nhà. Có mực không? Được một con. Thường có ngát. Ngát vô lú chết tiêu rồi. Con ăn được cái con tươi mà tại nó giỏi. Vô lú nó trắng. Cái đói dữ. Tôm cũng đỡ nè. Thịt sú à. Sú. Không được bự không? Nâu nhóc luôn, nâu gì, rau rau gì, ăn ngon. Hay sao muốn sách dục đâu đi? Cá đục ngày tái, gỏi cá đục ăn im lắm, đủ thứ đồ đó nè. Đủ loại đồ. Như đồ bắt mới ăn đây. Nay ăn gì? Biết làm gì đây. Mấy cái nào uống không à? Hấp sức cái nào. Cơm nè, xào tiếu. Bà Lý à. Xào tiếu được à. Đổ món này. Chủ lựa rồi, nhắc này tới Hải. Đang xúc đầu lên. Về khuya không có muối.
không có lựa, đổ vô muối luôn, sáng mới lựa. Hải ở nhà ơi, ngủ vậy. Ủa, cái đấu này nó mập. Ôi ôi, nó quay có phút luôn. Đã lựa chưa cái đó. Cái đấu này cũng ngon à. Hai con luôn. Ừ, cái đấu của Hải sao mập mập luôn đi trời. Giống Hải. Đắp giống Hải rồi. Nè, con nào thấy. Ủa, nó quay. Quay. Ngon. Nó bự à. Đưa chở con lên đây sao. Được mấy con mực nè. Mà bỏ lại vô đây luôn sao. Ôi. Ngon quá. Cái thao bỏ gì, thao bỏ cái đấu đi. Lâm ra hết biết được lửa. Cái cá bóng, cái thùng con đây nè. Đó mà còn nữa đó. Mà kiểu vậy hả? 4 con, 5 con. Ừ, nguyện con đó kìa. Đây con cái gì nè. Đó nè. Cá rồi rồi. Nhiều dữ ta. Hải diễn nhiều. Hải diễn nhiều đó hả? Giờ nào nó cũng phải nhiều hơn Vũ rồi. Lúa nhiều mà. Nhiều phải đâu nhiều chứ. Lúa nhiều mà đâu ít anh em mà chết à, em cười chết à. Chết à. Chết à. Rồi, lửa đồ đồ hết chắc này lục tôm. Ê, trà mật. Rồi, hủ tiếu. Làm ăn sáng. Mày sáng ăn sáng bữa rồi. Mới đi chợ mua được mớ rau. Rau cải. Rau dục cá. Sắp bắp cải, cải xanh lết. Khi từ cơ hội này bán mà thành vàng mà. Rau cải do là bằng vàng rồi đó. Mua chỉ vàng, bán chỉ vàng, mua định ký rau. Cậy đi. Muốn ăn nhiều không ăn. Nhầm người ta muốn mua mà không được. Mình được mua vậy là được rồi. Chẳng mà có phiếu. Mới bắt phiếu mới được đi. Mới cấp cho tờ ngân phiếu. Ngân phiếu. Đi chợ mua đồ. Rồi, bắt lên sao. Rồi bỏ một cần vô củ cải đỏ.
đi. Bắt cải gì cho cục bắt cải vô. Xào lên cái nữa. Rồi cho hành vô mấy con cốt tiếu vô luôn. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Rồi cho cốt tiếu vô. Luôn hả? Ừ. Tông quân mà. Rồi múc cho mẹ rồi mấy đứa nhỏ nữa. Rồi, đã hoàn thành. Im quá. Bữa sáng. Ăn sáng. Im tầm sáng đây. Xong. Rồi, giờ múc ra. Cho lên mâm. Múc ăn ban thôi. Còn chờ lại ăn ban. Rồi, mời cả nhà hủ tiếu. Hủ tiếu sáng thôi. Đây. Mời cả nhà hủ tiếu. Mời cả nhà ăn hủ tiếu nha. Ăn sáng ba anh em ăn sáng như vậy ấm lòng rồi. Nhiều người với ba anh em gì? Mực, tôm, thịt. Thường mình ba anh em mình không. Sáu tiếng im luôn nha. Người tay chân nhưng mà mình hải không. Tôm nhóc luôn. Ba con mực. Mới thịt. Trang luôn hả? Vậy trang lưu ở gối cho xiết. Rồi, cái nhà rau cải ngon. Như vậy với rau cải đây nè. Đây ra rồi rất ở nhà cũng không thiếu. Mời cả nhà cũng tiếu nha. Đồ món sáng cũng ngon á. Nước mắm vừa ăn luôn nè. Mỗi món. Mời cả nhà rau mực. Đây mực ít quá khắc ra từ rau rồi. Hải đúng Hải đặt lúa được 6 con. Hết mực đúng đáy tới mực lú. Chưa diễn nghĩ cho muốn mắm trước luôn à. Cái này á. Lấy bánh tráng lên mà cuốn luôn á Hải. Lấy bánh tráng lên mà cuốn này luôn. Cuốn cũng ngon có gì đâu. Có bánh tráng rồi. Còn mà
thấy còn mấy cái gì á? Cuốn tán cuốn vô ăn nó gọn hơn. Cuốn như cuốn ấy gì đó. Đầy nó ăn. Tán rau cải mỗi vô thiếu mỗi vô. Bây giờ Dưỡng Út muốn ăn phải không? Ăn cải nữa ơi. Để ăn thiếu rau, để ăn thịt rau nữa. Đâu nó cũng vô bụng à? Qua thì chăm nước tạm ăn chưa ăn mày sống trước thì ngồi uống nước sôi sao. Vô rỗng nó cũng nở ra gì đó. Ta nấu mì ta chờ nước mà không kêu giờ ăn mì trước đi rồi nấu nước sôi sao. Một chén. Ủa chén lùa có lý rồi ta. Ờ đó mà gấu. Tôm nó lặn lắm, tiêu đây mà. Tôm nhiều lắm. Tôm này nó ngon mà. Này cả nhà cái bụng mực. Mắm chua ngon quá. Hai lần. Mời nhà tôm. Đang. Cục mặt. Mặt nó ngon. Mặt ăn mát. Nhiều. Sáu không công an chạy nha. Bốn thằng chứ. Đi tuần tra. Đây không. Đi tuần tra suốt nữa. Tụ tập ba người. Tốt cho mình thôi chứ. Cái này lua vô luôn à. Ủa nghỉ gói à. Nghỉ gói lâu quá. Nước không? Ngon hay không nhờ nước mắm nha. Không có nhờ cái một chút. Nước mắm không đâu ngon. Là hút nước mắm không? Ừ. Còn thịt tôm mực nhóc nữa nè. Hai chén nha. Không chén nữa coi. Hủ tiếu cũng nhờ bắp cải hơi ít bổi tôm khoan chút chút cái bắp cải 1 ký ít bổi bột mực tàu tiếu này bổ sung mới ngon này cũng không biết sao chứ đừng cả nhà sao đại á sao không vậy đó chứ sao sao đại ừ chứ đó giờ có thợ hủ tiếu đâu mà bây giờ ta xào cho mình ăn không à lên mình xào ăn đi tập xào đi rồi mời cả nhà cái bột mực. Ừ. Mực đặc lú không có trứng à. Con có. Đẻ rồi. Có gan không à. Cho camera ăn để camera đói à. Thôi anh em xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà nha.